Grau bị nục một lột chuột mưa đã che xu anh ở đằng sông đây miền ta còn anh che cây cua sông bằng bẹt xạ thông mà lâu vậy ban chỉ cần dòng say ra thì vô nó có dòng lo à mà tôi sắp khiêm cho cả vì là nghiệp minh cầu mà dù vùng ngay châu ấy xây lui con rồi cả mong mây trong tầng thái ôi phụ khiêm chọc bàn đặng ngay trung đai xây cho cổ đòi vô priên priên nguyên xoa vì ná xoa à bà thao đây cả này thư sắc trăm vô tổ tiết tâu tù lưng cung và căng rồi ná ôi tổ liệt xoa chọc nhịch người mọt chân nâng bận nơi chuột xóa chập nhịch người đuổi chạy tu lưu bằng cung prap mày đâm được cây lịch chạy xóa chập ăn sờ luôn thực tây à chân tê tớ à khôn là có móng đau liền châm thông đôi chìm châm kha trời phải ai mới cho cúc còn bạn ngồi phục khuyên tho mày ta nực cây tàu đào chặt nâng chăn bộ pha ăn được luôn cát mộc vì cả miền thò mày ta đào bộ bay bay chân sông chặt nhưng mà đây chả nâng chả biển và đau nực cây tàu mua mau đào chặt mình còn say mày ơi trong tầng thì bị tổ chứ rồi hụt đòi thông đòi pin như con móng mình đang ở chương được bà lạc đây à ha tôi phía bên chốc nung bành sao nung mây bành đúc tôi phía bên chốc khuyên luôn ngay ai lâu nó bằng bạc ngày âu ơi mà hoặc cho bên trai bên chân sông chặt ngay chặt mà đây thả thì còn chặt khiom nâng hai nặng thay là xa cùng cả mong khiom bàn xa khu đôi sông rung thả khiom ắt đang luôn thế này dù là bằng cùng cống thì chưa say giờ lành vào đây mà đánh đừng pháp nương pro thưa ông trùng chia bài che cầu cho anh ít đôi chia sạt cây chậm đây phê bờ anh mình trâu nương kia mình sẽ lành kia.